Chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục hôm nay chúng tôi thông tin công đoàn viên chức tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Cuối chuyên mục giới thiệu gương đoàn viên công đoàn tâm huyết yêu nghề. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, công đoàn viên chức tỉnh đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân rộng phong trào trong các công đoàn cơ sở và đội ngũ công nhân viên chức lao động. Hiện công đoàn viên chức tỉnh có 83 công đoàn cơ sở với gần 4.480 đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức lao động. Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh đã phát động các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó có nhiều phong trào cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, lan tỏa rộng khắp trong các công đoàn cơ sở, như cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả, xây dựng cơ quan văn hóa. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn viên chức tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19, thăm hỏi động viên, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động cũng được công đoàn ở các cơ quan đơn vị quan tâm thực hiện. Với tinh thần thi đua là yêu nước thì hàng năm công đoàn viên chức tỉnh đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà và gắn với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả và gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo được các cấp công đoàn viên chức tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả. Các công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, công tác. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã có 1.119 cán bộ, công chức, viên chức lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp trung ương và địa phương khen thưởng. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng và đã góp phần làm lợi nhiều tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Nhiều công đoàn cơ sở đã vận dụng sáng tạo và phát động các phong trào thi đua có tính đặc thù của ngành, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Điển hình là cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn các cơ quan đảng, quản lý nhà nước, triển khai phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt, đạt nhiều kết quả trong công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng, tạo lòng tin trong các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, công chức viên chức lao động các cơ quan văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị, các chủ trương nghị quyết của Trung ương và tỉnh ủy, tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hành động. Trong đó có ban hành kế hoạch về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trong đó có yêu cầu các đoàn viên triển khai thực hiện các nội dung về tuyên truyền cho tổ chức đại hội Đảng, đặc biệt nhấn mạnh trong việc không chia sẻ và bình luận các cái thông tin không chính thống trái chiều trên mạng xã hội. Đặc biệt nữa là triển khai các cái cuộc vận động cán bộ công chức viên chức và người lao động nói không với tiêu cực. Trong đó trọng tâm vấn đề 5-0, đó là không cửa quyền hết dịch, không quan liêu vô cảm, không tham nhũng lãng phí, không xu nịnh chạy trọt và không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ. Trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng được phân công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang triển khai lắp đặt hoàn thiện các cụm pano áp phích và băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến phố chính và nơi tập trung đông dân cư của thành phố. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, tuyên truyền lưu động để phục vụ cho công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo kịp thời. Thực hiện các phong trào do các cấp, các ngành, cơ quan và công đoàn phát động
thì bản thân tôi luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan và nghị quyết của tổ chức công đoàn, thường xuyên rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc cũng như là nâng cao vai trò tinh thần trong công tác, có trách nhiệm và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đó là tham mưu quản lý nhà nước về di sản văn hóa, mà trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Nhằm hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế vừa hồng vừa chuyên, có phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, gắn với việc thực hiện tuyên ngôn ngành thuế với 4 giá trị cốt lõi: minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Đồng thời quán triệt cho công chức viên chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện tốt cơ chế một cửa, tạo ra sự gần gũi thân thiện với người nộp thuế. Các phong trào thi đua đã thu hút 100% đoàn viên tham gia với khí thế thi đua sôi nổi, góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ trong quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Để hướng tới thiết thực thi đua lập thành tích, để hướng tới Đại hội Đảng tỉnh Nam Bộ cũng như Đại hội Đảng các cấp, thì Công đoàn cơ sở Cục Thuế chúng tôi sẽ quyết tâm chỉ đạo các công đoàn bộ phận phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác quản lý thu ngân sách trong năm 2020. Và cái nhiệm vụ nữa thì là phấn đấu là để đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thuế kết thúc năm 2020 là trên 97% đoàn viên công đoàn, đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc và hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao đối với về chuyên môn. Cùng với các tổ chức công đoàn ở khu vực hành chính sự nghiệp, công đoàn khối doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khối và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Tại Công ty Cổ phần In Điện Biên, nhằm khơi dậy tinh thần nhiệt tình sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân trong lao động sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua đã được công đoàn công ty triển khai và phát động sôi nổi ở khắp các bộ phận, phân xưởng công ty. Nổi bật là phong trào thi đua lao động giỏi, tiết kiệm sản xuất, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh công tác. Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn với tính chất công việc của từng bộ phận chuyên môn với nội dung thi đua thiết thực và đa dạng. Nhờ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Để chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng thì với tinh thần đơn vị phục vụ chính trị, nhiệm vụ chính trị, nhất là cái tờ báo Nhân dân và tờ báo Đảng để cung cấp cho phục vụ cho đồng bào vùng sâu vùng xa, tuyên truyền các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đồng bào vùng sâu vùng xa, thì với tinh thần công ty là quyết tâm thực hiện cho bằng được để đảm bảo các cái tờ báo phát hành hàng ngày, tức là sáng ra là đồng bào đã được đọc cái tờ báo đến tận tay người bạn đọc, thì với tinh thần cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu hết mình để đảm bảo cho cái tờ báo được chất lượng và thông suốt. Cùng với các hoạt động thi đua sản xuất, Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn tích cực tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Các nội dung phải được tổ chức liên tục thường xuyên, đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ đoàn viên công đoàn vào Đại hội Đảng các cấp. Với những nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động của tổ chức công đoàn, trong thời gian tới thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, công đoàn viên chức tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phát động các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và sẽ tổ chức lễ gắn biển công trình, trao nhà ở mái ấm công đoàn và đặc biệt sẽ tổ chức hội thi thể thao để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 và tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Có thể nói, việc triển khai đồng loạt nhiều hoạt động trong đợt thi đua đặc biệt này đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên công nhân viên chức trong toàn khối, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh,
và góp phần thiết thực vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được phát động sâu rộng trong các cấp công đoàn huyện Điện Biên, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực tham gia. Trong đó, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của công đoàn cơ sở khối giáo dục ngày càng đi vào thực chất, học thực chất. Qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Cô giáo Trần Lan Anh, giáo viên trường trung học cơ sở xã Thanh An là nữ giáo viên tiêu biểu, tấm gương sáng về người giáo viên tận tụy với nghề, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Những năm qua, cô giáo Trần Lan Anh, trường trung học cơ sở xã Thanh An, huyện Điện Biên, luôn tâm huyết với nhiều thế hệ học trò. Khắc phục mọi khó khăn, cô Trần Lan Anh đã nỗ lực vượt qua thử thách, kiên trì bám trường bám lớp để dạy tốt, chung tay vì sự nghiệp trăm năm chồng người. Không chỉ tận tụy với các em học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, mà cô còn luôn tìm tòi sáng tạo, có nhiều sáng kiến phục vụ việc dạy học đạt hiệu quả cao. Từ năm 2015 đến nay, năm học nào, cô Trần Lan Anh cũng có đề tài khoa học, sáng kiến trên lĩnh vực giảng dạy đều được đánh giá cao, như giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên đề, phương trình, nghiệm nguyên. Giải pháp về tổ chức hoạt động nhóm có hiệu quả trong giảng dạy môn toán lớp 8 ở trường Trung học cơ sở Thanh An. Giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc duy trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm, chống hiện tượng bỏ học ở những học sinh đi học không chuyên cần. Qua đó, làm phong phú thêm những phương pháp thiết thực, cụ thể giúp nâng cao chất lượng dạy học, tăng thêm hứng thú và tính hấp dẫn trong giảng dạy và học tập môn toán học ở bậc trung học cơ sở đối với các em học sinh. Trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua do công đoàn ngành, rồi do phong trào thi đua do trường phát động, đó là các cuộc thi đua như là phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà, phong trào thi đua 2-0, phong trào thi đua 2-tốt, rồi các phong trào thi đua của nhà trường nữa, thì bản thân tôi đã không ngừng nỗ lực, tự giác, nhiệt tình tham gia tất cả các cái phong trào đó và động viên anh chị em công đoàn viên ở trong tổ khoa học tự nhiên của tôi gồm có 12 thành viên cũng tích cực tham gia để sao cho các cái phong trào này nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất như mình mong muốn. Về phía bản thân tôi thì tôi đã phải nỗ lực khắc phục mọi những cái khó khăn về thời gian, về sức khỏe, về gia đình và những cái hoàn cảnh khó khăn khách quan khác mang lại để làm sao mà hoàn thành tốt nhất, đạt kết quả cao nhất trong tất cả các cuộc thi đua đã đề ra. Với vai trò là tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên, cô Trần Lan Anh đã tích cực nghiên cứu để có những biện pháp quản lý tổ chuyên môn khoa học sáng tạo, xây dựng kế hoạch với những công việc, nhiệm vụ và phân công cụ thể, chú trọng dự giờ thăm lớp, góp ý chuyên môn nhằm giúp đỡ tổ viên tiến bộ và nâng cao chất lượng dạy học. Không chỉ giảng dạy, quản lý bộ môn giỏi, cô cũng làm tốt nhiệm vụ là thành viên ban hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường, tích cực nhiệt tình tham gia các hoạt động do công đoàn trường tổ chức. Khi nhà trường với lại công đoàn nhà trường phát động thì tất cả các giáo viên trong nhà trường, các công đoàn viên trong nhà trường đều tích cực tham gia. Nhưng tiêu biểu trong đó thì phải kể đến đồng chí, đó là đồng chí Trần Lan Anh. Thì đồng chí là một trong những đồng chí rất là thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước này. Là một cô giáo rất là mẫu mực và luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà được nhà trường cũng như là được ngành giao phó. Và nhiều năm liền thì đồng chí Lan Anh đã là đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Những đóng góp của cô Trần Lan Anh cùng với sự đồng lòng phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên đã góp phần giúp trường trung học cơ sở xã Thanh An, huyện Điện Biên nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn trường nhiều năm liền đạt vững mạnh. Cá nhân cô Trần Lan Anh đã đạt nhiều thành tích cao. Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhà trường, sở giáo dục đào tạo và các cấp công đoàn khen thưởng. Những thành tích đạt được và sự tin yêu của học sinh là phần thưởng xứng đáng cho một cô giáo tâm huyết và không ngừng cống hiến vì sự nghiệp chồng người. Thi đua cao điểm vượt thách thức đón thời cơ sau dịch COVID-19, đó là một trong những nội dung phát động thi đua của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 10 vừa diễn ra.
Theo đó, giai đoạn 2020-2025, chủ đề thi đua trong công nhân viên chức lao động là đổi mới sáng tạo, thi đua, thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước. Trong đó tập trung, một là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân viên chức lao động về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Đồng thời, gắn các phong trào thi đua với việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đổi mới nâng cao hiệu quả 6 phong trào thi đua và 1 cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đoàn viên, công đoàn, công nhân viên chức lao động cả nước tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả, nghiên cứu ứng dụng khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu suất công tác. Quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung hình thức phù hợp thực tiễn, đảm bảo khả thi và hiệu quả. Ba là tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, tập trung vào nhiệm vụ đổi mới nội dung hình thức tổ chức thi đua và công tác khen thưởng, làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng đối với công nhân lao động trực tiếp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, hoàn thiện bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Bốn là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng, mở chuyên trang chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt việc tốt để thông tin tuyên truyền nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Năm là tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên và các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam. Sáu là phát động đợt thi đua cao điểm, vượt thách thức đón thời cơ sau dịch COVID-19, thúc đẩy năng suất lao động, hiệu suất công tác trong các cấp công đoàn. Qua đó động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động sáng tạo, thi đua lao động giỏi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng doanh nghiệp, người sử dụng lao động, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến đây, chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.